Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoa học rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Cường Seven chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay anh em mình lại quay trở lại với chủ đề siêu cay. Hôm nay anh em mình đã mua một bộ nội tạng của con lợn, tức là mua tất cả tim, gan, phèo, phổi, tất cả vào trong con lợn có cái gì là anh em mình mua và anh em mình nướng siêu cay các bạn nha. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem bộ nội tạng đó. Nếu các bạn mà thấy clip này có anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là bộ nội tạng của con lợn mà mình đã mua các bạn ạ. Thì bộ nội tạng gồm tim, gan, phèo, phổi, dạ dày các thứ rất là nhiều luôn. Thì hai thanh niên trẻ trâu đang đi chặt mấy thanh tre, một lát nữa anh mình quấn lòng lon với lòng già vào các bạn ạ. Bây giờ thì bạn Lâm đi làm lòng lon với lòng già đi. Cái quả tim hấp dẫn rồi đấy. Hấp dẫn thì tí thưởng thức thôi. Thì anh mình nhuống xong thưởng thức hả? Ôi ngâm sạch phòng đây lần trước, bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, bây giờ tôi sẽ để cho bạn làm. Bạn bè bạn thích ngâm với Omo, bạn ngâm với cả sân lai gì thì ngâm, miễn sao anh em thưởng thức ngon là ok. Tôi lần này ngâm sân lai đi. Trắng sạch. Trắng mút luôn. Bởi vì lòng của con lợn nên là rất là bẩn nên là mình phải đi làm luôn thôi. Đi bạn mang hai cái đó đi làm đi. Đi làm trước rồi. Anh em mình đã làm sạch xong tất cả dạ dày rồi, lòng lon, lòng dạ rồi. Bây giờ sẽ chuẩn bị cho ướp siêu cay thôi. Cứ khứa gan ra để cho nó ngấm gia vị siêu cay. Được chưa bạn? Rồi bạn cho nước ướp vào đi. Còn Cường em cho nước ướp vào. Nhìn màu mè, nhìn hấp dẫn ở đây anh ạ. Rồi, tôi nghĩ như thấy thiếu nước ướp hay sao ấy. Nhiều mà, vẫn còn này. Rồi bạn đào đào chỗ chuộng lên luôn. Thôi thôi bạn ạ, tôi để đấy ngâm một lúc đi. Bây giờ mình điếu cái tre này xong thì anh mình sẽ bắt đầu cho lên để nướng thôi. Đây là mấy thanh tre mà mấy thằng trẻ trâu vừa đi chặt về các bạn ạ. Vừa lấy ra trộm tre nhà người ta, bị người ta đuổi tính ngã ngào. Xong xin nó thôi, lại đi ăn trộm. Thằng này anh. Bắt được thì có phải mang tiếng ra không? Phải tiếng rồi, cứ phải chặt đi. Tiếng rồi lo hết. Sau xin người ta đàng hoàng nhá. Bây giờ như mình sẽ bắt đầu cuốn lòng lon và lòng già vào mấy thanh tre này các bạn ạ. Đấy, đun cho luôn cái vỉ vào để tim gan phèo phổi lên thôi. Đấy, Cường cho lên đi. Xếp đẹp đẹp vào cái nào mà kiểu dày dày thì để ở giữa một lát nữa cho nó nhanh chín. Lá gan bé quá anh ạ. Bé quá. Xuống rồi. Nhìn nào nó nhìn giống cái gì đấy. Nó giống cái lá gan chứ còn giống cái gì nữa. Cái lá gan lại giống cả lá gan. Vậy là anh em mình đã cuốn và kẹp xong rồi. Bây giờ anh em mình sẽ phải mang đi nướng thôi. Tiến cầm mấy cái này lên đi. Bởi vì nhiều lòng lon và lòng già quá nên là còn thừa rất là nhiều luôn các bạn ạ. Thừa thì chắc là anh em mình sẽ bỏ lại thôi. Chỉ cuốn được 3 thanh này thôi. San 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 ra. Bạn bỏ hơn san san ra bụi. Giờ là mỗi anh em là cầm một cái thanh này để nướng. Mình nghĩ là lòng sẽ chín trước. Chín trước đấy anh em, thưởng thức trước thôi. Rồi thế thôi. Quay thử nào bạn. Đây là còn 3 thanh này nữa này. Mới nhâm một thanh nướng đi. Anh em ngồi đây quay. Hôm nay anh em nào cũng có việc luôn. Anh em nào có công việc. Come and fly away with me. Don't you be afraid, everything will change you and me.
Sau một hồi anh em mình nướng bộ nội tạng này thì hiện tại nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Nhất là hai cái thanh chê lòng này. Rồi, nhìn mắc ngon luôn. Trời thèm lắm rồi bạn ạ. Thanh của đôn trà thì vừa nãy mình để nhiệt ở giữa to quá nên là bị đứt mất, nhìn nó hơi mất thẩm mỹ một chút. Nhưng mà nhìn bộ nội tạng này thì rất là ngon luôn. Nội tạng nướng thì thưởng thức không biết thế nào đây. Hai thanh niên này thì mỏi quá các bạn ạ, quay một lúc là chán rồi. Bây giờ kê luôn ở đấy là không thèm quay nữa, trốn ra đây để chụp ảnh này. Kìa kìa, đang giày lát hết cả vườn rau rồi kìa. Đang chụp ảnh môi trường xanh sạch đẹp anh. Máy anh lang quá, đập nhá. Anh có một cái máy đập. Nhưng mà nó lang quá. Thế máy cứ lát là phải đập à? Không còn biết cái gì chỉ có đập rồi. Thế đưa anh cái phần mềm này cho, đảm bảo là sau khi dọn dẹp rác rồi tăng tốc độ, đảm bảo chạy mượt luôn, chụp ảnh thoải mái không lát. Ờ, đây anh chỉ cho. Đây nhá, đầu tiên vào cửa hàng Play này. Đó, đánh chữ lock Lin không giấu ra, đấy, nhìn thấy chưa? Nhấn vào và bắt đầu cài đặt về thôi. Đó, nhấn cài đặt, đợi nó chạy cài đặt xong. Tăng tốc để yêu. Tăng tốc dễ yêu. Em tưởng đấy yêu. Giải phóng bộ nhớ. Sau khi đã tải xong nhá, vào luôn giao diện của nó đây. Dọn dẹp sạch sẽ luôn. Rồi sẽ dọn rác, bắt đầu dọn rác luôn, nhấn bắt đầu quét. Hình như chổi quét. Ui giời. Hơn 400 mê này. Sao máy không lag thì? Nhanh để phát thêm luôn. Sạch luôn thì đâu. Đó, vậy là dọn xong. Quay trở lại thì thêm máy yếu quá thì vào phần tăng tốc RAM này. Đang quét bộ nhớ là tăng tốc luôn. Đấy. Thấy hình gì đấy không? Kiểu phóng nhanh như tên lửa. Ừ, máy nó nhanh như tên lửa. Tiếp tục đến giảm nhiệt độ của CPU luôn. Sợ kiểu CPU nóng quá hoạt động lâu ấy. Đấy, CPU đã được hạ nhiệt. Tuyết rơi luôn. Được làm mát ấy. CPU đang hạ nhiệt này, thấy không? Hãy để điện thoại của bạn nghỉ ngơi một chút nào này. Thấy nó nhắc nhở nó nhắc nhở mình ấy. Để điện thoại mình nghỉ ngơi một chút đi. Ví dụ mà máy vẫn còn chưa ok thì vào phần thông dụng này. Vào phần trong phần thông dụng này có rất nhiều luôn, dọn sâu này, quản lý hình ảnh hoặc quản lý ứng dụng này. Ở đây dưới này còn có cả siêu cái pin à? Ừ. Này thì bao giờ đã hết được pin. Vào phần quản lý hình ảnh nha. Đó, quét hình ảnh, kiểu vào trong phần này thì có kiểu xóa ảnh trùng lặp hoặc là ảnh kiểu file size lớn quá ấy. Nó kiểu như hình nó tựa giống nhau nó sẽ xóa bớt à? Đấy, nó kiểu như thế. Rồi, ảnh tương đồng này, tận 21 cái ảnh tương đồng này. Dọn bớt đi. Ok. Đó, đã dọn xong, đúng không? Sau khi mà anh mình đã làm hết tất cả các bước rồi, bây em thử test thử xem là nó có mượt hơn chưa, chụp ảnh xem có nhanh hơn không. Thế nào rồi? Anh mượt thế, siêu tốc rồi. Rồi anh đi ra để bọn nó tự sướng tiếp. Đuổi nhanh thế. Bây giờ máy nó tăng tốc được rồi thì mình phải tăng tốc chứ. Bạn nào mà kiểu máy cũng bị lag hoặc là chụp ảnh mà đơ nhưng máy không còn ấy, thì các bạn có thể tải ứng dụng dọn dẹp rác Lock Cleaner. Mình sẽ đặt link tải ở dưới phần mô tả các bạn nha. Thế bây giờ mình sẽ phải đi ra xem là cái chỗ gọi là lỗi tạng lợn đi, xem là chín chưa đấy, thì mình bắt đầu thưởng thức thôi. Chắc là đã chín hết rồi, bây giờ mình sẽ mang ra để chuẩn bị thưởng thức rồi các bạn ạ. Nó đi bạn ơi. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Giận lắm rồi. Wow, nhìn ngon nhỉ bạn nhỉ? Nhìn tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cái này chắc dài quá nhỉ? Hả? Dài lắm ấy. Tháo xuống, cẩn thận rơi vào đất ấy. Mấy cái nào mà cần thái thì bạn thái ra, còn không là anh mình dùng kéo anh mình cắt. Anh mình chắc là sẽ phải thái cái dạ dày ra bởi vì nó dài các bạn ạ, không được lấy dùng kéo cắt được. Mỏng như lòng gà luôn. Mỏng quá bởi vì lưỡi nó khô, mỏng ránh luôn các bạn ạ. Kiểu như sắp bằng tờ giấy, anh mình nướng thêm một lát nữa chắc là kiểu như tờ giấy luôn đấy. Cái này ăn nó chắc dai dai rồi. Ui, khói bạn thử miếng đi xem nào. Mời các bạn. Giọt tan luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức món gọi là nội tạng lợn nướng siêu cay các bạn ạ. Nhìn ngon quá. Thức ăn đâu cắt đến đấy, thưởng thức đi. Không lại mất nhiều nước miếng. Mời tất cả các bạn nè. Mời tất cả các bạn nè. Dai dai, sực sực. Có nước. Mời tất cả mọi người nha.
Ừ, ngon, thơm à. Trình bày các bạn đi. Ai ơi? Hả? Cho em miếng phổi. Phổi để làm gì? Em cho chó em ăn. Sợ cay không ăn được. Cho hết, em đâu ăn được. Đây, 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 em lấy luôn một miếng vào đây. Đâu? Đi đây. Ai ơi, ngon quá, nó ăn mạnh anh ạ. Ngon quá, ăn mạnh à? Con này ăn được siêu cay. Thế chứng tỏ là anh mình làm ngon đúng không? Còn một con nữa cho ăn nốt đi. Con kia nó đi có việc anh ạ. Thế thôi, vào thưởng thức đi. Chút anh em để phần ra sau. Đúng là hai hai lái không mà đúng không? Tây tây ngày anh mình chuẩn quá. Ngon. Đây, để miếng này tí cho con kia. Không nó khóc. Nó đi có việc rồi, tiến vào đi có việc rồi. Ở đây, 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 nó vào rồi. Cho nó đi, xem nó có ăn không. Đây, đây, đây. Này, giòn quá. Ăn cay thế này, ục dạ dày đấy. Chú ăn cay hẳn nào, chó cũng ăn cay. Mình lấy bia để hãm, mình chẳng biết chó lấy cái gì để hãm. Em không biết là tại cái món này nó ngon quá hay là... hay là tại em nói mà em cảm giác. Ăn dạ dày lạ, ăn giòn dạ dày đang nghĩ luộc không, giờ mình đi nướng thì để ăn nó mỏng mỏng ấy, nướng kiểu nó săn, nó mỏng, nó nhai dai dai. Đây này, anh bảo em rất là thả thẳng mồm luôn đây con ạ. À, hai thanh niên này sau khi mà thưởng thức xong hai lá phổi siêu cay bây giờ lại muốn đòi vào ăn tiếp này. No rồi thôi đi ra chỗ khác đi để tao quay nhá. Đi đi. Dạ dày ấy. Đi đi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món nội tạng lợn nướng siêu cay con ạ. Ê, anh làm nhìn anh em mà. Nhìn rất là ngon luôn. Mình ngồi ngoài mà chảy nước miếng liên tục. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ngay cái gì đấy, cái dạ dày giòn 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 giòn. Ui, cái dạ dày ăn. Các bạn tìm lợn nướng siêu cay của họ. À, cay đấy. Ăn cay à? Quá. Anh em mình ăn đồ luộc mãi rồi nên là đổi vị nướng thử. Gan trước bây giờ anh em mình quá sai lầm ấy. Quá sai lầm khi mang nội tạng lợn đi để luộc. Tiếng dạ dày mà. Dài dài. Giòn quá. Tìm một cái gì cái á. Mấy cái dây á. Nếu em thử miếng tim em. Ăn tim nhai nó vừa cay cay của nhai kia kiểu cái quả tim nó ngọt ngọt nào. Miếng này to đi. Thôi ăn cả. Nhìn như kiểu như miếng thịt nó gần như gan vậy. Cắn vào miếng thịt cũng ăn ngon mà. Dài thật đấy. Tim nó có cái đầu ở đầu ấy là cái chỗ cuống tim. Dài. Ấy, cuống tim đúng không? Ngày ấy sau là luyện răng lần sau không, lần sau trước khi nó ngày ăn món gì mà tính như dài dài anh em mình mài năm trước thì ngon đấy, để tôi thử một chút gọi là lòng đấy mà đấy là ngon, kiểu như nó kiểu như bị tách ấy nhỉ, teo rõ ràng luôn, mỏng tanh luôn, giống như là còn một mỗi một lớp thôi, giống giống lòng lòng gà tây vậy, đầu nhìn to đấy mà. Giờ nó tèo. Tí nữa xong vào lon. Nó tèo bé tí luôn cái. Bây giờ bằng cái tay út. Cái lòng lon ấy bây giờ nó tèo bé tí lại luôn. Bé như này. Các bạn cắt cắt đoạn ra nó giống như kiểu dừa mứt. Mứt dừa. Mứt dừa. Dừa mứt. Ê, anh em mình chơi trò. Dùng chúng anh em mình trò giao mùi. Ừ. Ai anh người. Để không làm mất thêm thời gian của các bạn thì mình sẽ hỏi anh em dần dần, nhưng mà sau khi thưởng thức cái màn gọi là nội tạng lợn nướng siêu cay này thì cảm thấy như là bắt đầu vừa cắt vừa cho các bạn biết cái cảm giác đi. Thực sự với tôi thì thực sự rất là ngon, ngon vãi chưởng luôn đấy. Phải nói luôn, con lợn thì tôi thử miếng dẻm, con lợn thì nó quá bình thường với lại những người dân hay tiếp xúc để ăn ăn lấu canh hoặc là lấu canh nội tạng gì đấy,
Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với món nội tạng lợn nướng siêu cay. Ăn hầu như ăn bộ phận nào của bên trong nó nướng ăn là ngon. Rất là diềm. Cái diềm ít toàn nạc nhỉ? Toàn nạc. Nhất là dạ dày lại ngon. Dạ dày lại giòn nữa. Dạ dày ngon. Nói chung là chung quy lại cái gì cũng ngon. Có. Đốt ra. Đây là lần đầu tiên của mình được ăn bộ nội tạng lươn siêu cay. Những cái nướng bên trong thì ăn rất là giòn, rất là ngon. Phần dạ dày ăn giòn, với cả phần diềm ngon này, của họng này ăn nó có cái sụn ăn rất là ngon luôn. Nói chung lại là ăn rất là ngon. Tiến. Nội tạng thì kiểu luộc hay là các thứ thì em ăn rất nhiều, nhưng mà nướng lần đầu tiên được nghe và lần đầu tiên được thưởng thức. Ăn các phần thì rất là dai với cả ngọt. Riêng lòng thì anh mình nướng hơi kiểu hơi khô khô, ăn nó rất là giòn luôn. Nó mỏng chả còn gì. Đây này, em thử cái lòng già ấy. Đấy, có đủ đoạn lòng già đấy. Có không? Còn ôi, lướt. Ôi, lướt. Ôi, nhưng mà kiểu có lướt ăn ngọt được ạ. Ngọt không? Theo mình thì mình đánh giá là cái bộ nội tạng này, nếu như mà cái phần mà ngon nhất ấy thì chắc là ở cái diềm này và cái dạ dày. Cổ họng là ngon mà. Cổ họng này em chưa thử nhưng mà thấy cái này là anh nhất phải nói là cái dạ dày và cái này nó ngon nhất. Lòng nhìn rất ngon chứ. Ngọt thịt nữa. Ừ, thiếu. Nhưng mà lòng là đứng sau ấy ạ. Có một cái chưa được thưởng thức. À, coi. Cú nát rồi. Đúng là từ trước giờ sai lầm khi mình mang luộc hoặc trần. Là sao vừa có nội tạng mang luộc. Phải nướng siêu cay nhỉ. Lần sau cứ có em cho vào luộc. À, em cho vào luộc. Ok. Thực sự là quá là ngon luôn. Vậy là mấy anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác sau khi thưởng thức xong cái bộ nội tạng lợn nướng siêu cay này rồi. Bây giờ mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.